Chiều ngày 1 tháng 2, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 31 ca COVID-19, trong đó có 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 30 ca lây nhiễm cộng đồng gồm Hải Dương 17 ca, Quảng Ninh 5 ca, Hà Nội 4 ca, Gia Lai 2 ca, Bắc Giang 1 ca và Bình Dương 1 ca. Tại Hà Nội ghi nhận 4 ca bệnh nhân 1823 đến bệnh nhân 1826, trong đó 2 bệnh nhân 1823, bệnh nhân 1824 địa chỉ thường trú tại huyện Mê Linh, bệnh nhân 1825 địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm, bệnh nhân 1826 có địa chỉ tại huyện Đông Anh. Thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung. Tại Quảng Ninh ghi nhận thêm 5 bệnh nhân 1821, 1822, 1847 và 1849. Trong đó 2 F1 của bệnh nhân 1555 liên quan ổ dịch sân bay Vân Đồn, 2 F1 của bệnh nhân 1795 liên quan đến ổ dịch tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và 1 F1 của bệnh nhân 1701 liên quan ổ dịch công ty Porsun, tỉnh Hải Dương. Tại Bình Dương ghi nhận 1 ca bệnh là bệnh nhân 1843 là nữ 19 tuổi có địa chỉ tại xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1644. Tại Hải Dương ghi nhận 17 ca bệnh mắc mới, bệnh nhân 1827 đến bệnh nhân 1842 và bệnh nhân 1844. Tại Gia Lai ghi nhận 2 ca bệnh mắc mới là bệnh nhân 1845 đến 1846, gồm bệnh nhân nữ 31 tuổi và bệnh nhân nam 38 tuổi liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung. Tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 1 trường hợp cách ly sau nhập cảnh là bệnh nhân 1850, bệnh nhân nam 24 tuổi là chuyên gia quốc tịch Nam Phi. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.